Ôi, xin chào cả nhà, chào mừng mọi người quay trở lại với channel của mình. Và rất xin lỗi mọi người bởi vì là trong gần một tuần vừa qua mình không có làm được clip. Lý do là mình có chuyến công tác Sài Gòn dự sự kiện cùng XM. Và hiện tại thì mình vẫn đang ở Sài Gòn, chưa có về được. Mà mình vẫn tranh thủ làm cho tất cả anh chị và các bạn cùng tham khảo. Thì trên màn hình của mình thì vẫn là vàng thôi. Và chúng ta biết là dạo gần đây mình tập trung vào chơi vàng là nhiều, nên là mình cứ view nó. Và với vàng thì chúng ta cũng không thể bỏ qua được hệ sinh thái của DXY, đúng không ạ? Với DXY này, rồi GU này, EU này, UZ nữa. Thì hôm nay mình sẽ đặc biệt làm về vàng, với view về vàng của mình như thế nào. Rồi, trên màn hình của anh chị các bạn thì đang là khung thời gian H4. Trước hết thì mình như thường lệ mình sẽ view là khung thời gian D. Như hôm qua thì mình có những lệnh sell của mình thì mình có cắt ở 80-82. Vậy mà vàng còn xuống được tận bao nhiêu các bạn? Tận xuống thấp nhất là 60.88. Thực sự là đây là một trong cái bước mà mình không nghĩ là nó sẽ xuống được tận đây. Nhưng bởi vì vùng này là vùng cầu có tính chất tiếp diễn. Vùng cầu này là trước đó là một vùng cung này, sau đó là lực cầu ở đây đã phá được cái vùng cung trước đó, và bây giờ khi giá quay trở lại đây thì nó vẫn đóng vai trò là một vùng cầu thôi. Thế nên là ở đây mình có nói là thôi không bán nữa, canh để xem có vào lại được không, có mua lại được không. Thì với view của mình hiện tại bây giờ các bạn sẽ thấy như sau. Với yếu tố về kỹ thuật thì chút nữa chúng ta sẽ nói, nhưng những yếu tố về cơ bản thì chúng ta biết là trong tuần này, vào ngày thứ năm, rạng sáng ngày thứ năm thì sẽ có cuộc họp của Fed này, và 19:30 ngày thứ năm giờ Việt Nam thì chúng ta có cái thông tin về CPI của Mỹ. Và cái thông tin về CPI thì nó cho chúng ta biết về chỉ số về lạm phát. Thế thì bây giờ câu chuyện đặt ra sẽ là thế nào? Thì mình thấy rằng là có khả năng là cái dữ liệu của Fed vẫn sẽ tiếp tục là theo cái xu hướng mà chỉ số kinh tế từ cái khu vực lao động phi nông nghiệp và cái tỷ lệ thất nghiệp tuần trước đã công bố, tức là cái biên bản cuộc họp của Fed cũng sẽ có những cái tín hiệu mang tính chất là Fed sẽ tiếp tục là diều hâu giữ giá trị đồng USD cao. Đó là một cái. Thứ hai nữa là cái tỷ lệ lạm phát, thì cái con số tỷ lệ lạm phát này thì nó mới là cái con số quan trọng. Nó sẽ cho thấy xem là liệu cái mục tiêu hạ lạm phát của Fed từ cái mức cao đỉnh nhất là 9,1% về hiện tại bây giờ đang là 8,3% thì liệu nó có tụt được nữa hay không, tức là có thể đạt được mục tiêu là lạm phát 2% hay không, thì nó sẽ là kim chỉ nam cho cái định hướng của tâm lý thị trường. Tức là thị trường có thể dựa vào cái con số đó để thị trường cho rằng là cái tâm lý là lo ngại rủi ro đối với cái khả năng suy thoái của Mỹ, hay là ưa thích rủi ro đối với niềm tin đối với nền kinh tế Mỹ vẫn còn sẽ tiếp tục. Thì nó sẽ cho khả năng là cái bước là đột phá rất là mạnh trong cái thời điểm công bố cái thông tin về CPI. Nếu như nó có sự khác biệt rõ ràng so với kỳ trước, nhưng nếu mà cái chỉ số nó không có sự khác biệt rõ ràng so với kỳ trước, ví dụ 8,3 mà còn 8,2 hay là còn chỉ lên 8,4 chẳng hạn, thì có lẽ là nó sẽ không có biến động mạnh. Vậy thì với view về cơ bản như thế thì view kỹ thuật của mình như thế nào? Thì các bạn có thể nhìn vào sau đây. Với view kỹ thuật thì mình chơi vàng, mình vẫn theo cái view của mình từ cái khoảng thời gian trước. Các bạn biết là từ khu vực này, đúng không? Bây giờ chúng ta vẫn có một cái sự hội tụ của chỉ số MFI. Vẫn có một cái sự hội tụ của chỉ số MFI thì cho thấy là có lượng tiền nhảy vào mua vàng. Có lượng tiền nhảy vào mua vàng. Và ở thời điểm hiện tại, lượng tiền đấy đã tạo cho chúng ta được một cái vùng cầu ở dưới này, là vùng cầu gốc. Mình gọi là vùng cầu này là mạnh. Vùng cầu này là mạnh. Thì rất có thể cái vùng cầu này nó sẽ trở thành đáy trong cái giai đoạn sắp tới. Tức là vùng cầu này sẽ không còn có cái đáy nào thấp hơn vùng cầu này. Có thể là như thế nha.
nếu như mà cái chỉ số về về CPI mà nó không có thực sự thay đổi nhiều so với kỳ trước thì cái vùng cầu này có thể là như vậy. Tức là thị trường nó sẽ tồn tại hai cái tâm lý, một là vẫn đặt niềm tin vào nước Mỹ, USD vẫn giữ giá trị cao, hai là vẫn lo sợ là một cái sự suy thoái nó xảy ra một cách đột ngột. Đó, thì cái khả năng suy thoái xảy ra cách đột ngột thì có thể có hay không? Thì nói thật với các bạn là không có điều gì là không thể đối với thị trường giai đoạn hiện tại, bởi vì USD tăng rất cao nhưng mà GDP thì âm, và cuối tháng này còn công bố cái chỉ số GDP tiếp thì có thể là đến quý thứ ba mà cũng âm tiếp, thì khả năng là cái suy thoái sẽ xảy ra, và lúc đó thì chưa biết được là cái đồng đô nó sẽ như thế nào. Nhưng vàng thì nếu có khả năng suy thoái xảy ra thì mình tin rằng là vàng sẽ bay lên cao rất mạnh, vàng sẽ bay lên cao rất mạnh. Và trong cái view về cơ bản của mình thì mình thấy cái khả năng suy thoái trong Q4 là có chứ không phải không có đâu. Đó, mình kỳ vọng là hy vọng là cái việc đấy nó sẽ không xảy ra một cách đột ngột, tuy nhiên chúng ta cũng không biết được. Thì với yếu tố kỹ thuật, với D của vàng thời điểm hiện tại, chúng ta đã thấy được là có một cái điều bất thường như sau: một cái mô hình nên tăng của vàng đã bị phá, một mô hình nên tăng của vàng đã bị phá. Thì điều này lại chứng minh cho chúng ta thấy là cả cái vùng dưới này, là cái vùng mà bị bứt phá lên này, là một cái vùng cầu rồi, cầu mạnh rồi. Nên khi giá vàng về đến khu vực này, gốc của cây nến tăng này là 1658 thì vàng bắt đầu phản ứng trở lại. Vàng bắt đầu phản ứng trở lại, các bạn thấy là hôm qua là một cây rất đỏ mạnh đúng không? Nhưng hôm nay cho đến thời điểm này trước phiên Mỹ mà vàng vẫn chưa có đi mạnh được, thậm chí vẫn có lực mua lên. Thì vùng này bản chất nó là vùng giá, chúng ta có thể coi nó là vùng giá mang tính chất cân bằng. Điều này được ủng hộ bởi cái gì nữa? Bởi đường Tenkan-sen và đường Kijun-sen. Hai đường này là cân bằng trong ngắn hạn và dài hạn, hạn và trung hạn, thì lại đang rất là sát nhau. Đang rất là sát nhau. Đó, điều này thì cho thấy là biên độ của thị trường nó sẽ ở trong biên độ hẹp, và cái vùng cầu dưới này càng được củng cố. Nhưng đồng thời nha các bạn nhé, đồng thời là cái vùng cung trên này cũng sẽ được củng cố này. Vùng cung trên này sẽ được củng cố này. Các bạn để ý là cái nhịp tăng này của vàng lên đây thì đường MFI lại không có vượt trội mấy so với lại cái khu vực phía trước, tức là cái vùng cung trên này vẫn ảnh hưởng đúng không? Không vượt trội mấy. Và sau khi tăng lên chúng ta thấy nó giảm này. Nó giảm thì nó đi kèm cái lượng bán ra. Nó đi kèm cái lượng bán ra. Và bây giờ cái vùng này trở thành vùng chiến lược. Khu vực mà 1658 này trở thành cái vùng chiến lược. Thì mình đang view rằng là nếu 1658 này mà bị phá thì có thể giá sẽ còn test đáy. Giá sẽ còn test đáy tận khu vực 1614, 1615 là có thể có. Đó. Nhưng nếu như mà khu vực này mà giữ vững được thì cái nhịp tăng lên quay trở lại ở khu vực phía trên, quay trở lại khu vực vùng cung này là mình thấy hoàn toàn có thể xảy ra. Điều này thì chúng ta kiểm tra xem là trong các khung thời gian nhỏ thì cái xác suất xảy ra điều này có cao hay không. Xác suất xảy ra điều này có cao hay không nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ view tiếp là khung thời gian H4. Với H4 thì chúng ta thấy là gì? H4 thì chúng ta thấy là vàng đã đi một chặng đường khá dài, và ở đây chúng ta có được cái mô hình hai đỉnh. Mô hình hai đỉnh thì cái vùng này các bạn thấy là vùng mà sau khi giá chạm vào mây này và thoát ra khỏi mây này, thì chúng ta thấy là mây tương lai là từ một vùng mây dày đang bóp lại gần nhau. Tức là gì ạ? Tenkan-sen và Kijun-sen đang rất là sát nhau, và đường Spanby đang rất là sát nhau. Chính vì thế nên là vùng cung phía trên sẽ được ủng hộ nhiều hơn. Vùng cung phía trên sẽ được ủng hộ nhiều hơn. Đó, H4 thì đang cho là như vậy. Tờ biên độ thị trường thì cũng sẽ bắt đầu hẹp. Vì sao? Vì Spanby và cả Spanay gần nhau, mà chúng ta biết là Spanby và Spanay gần nhau là gì? Là yếu tố đường xu hướng của thị trường và mức cân bằng trong dài hạn là không có rõ ràng. Tức là ở vùng giá hiện tại này này, vùng giá hiện tại này nó sẽ là dữ liệu để tính ra cái mỏ mây nhỏ nhỏ này. Chính vì thế nên vùng này sẽ có khả năng xuất hiện là xu hướng mới của thị trường. Thì ở đây xét về hành động giá ở giai đoạn này thì mình thấy là trên H4 thì MFI đã cho là quá bán rồi và bắt đầu có dấu hiệu quay trở lại. Và trên với Price thì chúng ta thấy có hai cây nến. Ở trên là một cây nến pin 3 trên xuống và một cây nến pin 3 dưới lên, thì hai cây này ghép lại thì nó sẽ cho tính chất là một cây doji, cho thấy sự lưỡng lự của thị trường.
Sau đó thì một cây này giảm xuống cây H4 vừa nãy, vừa kết thúc lúc 5 giờ thì nó giảm xuống nhưng lại không phá được, và bây giờ giá đang quay trở lại khu vực phía trên. Thì ở khu vực này là khu vực có thể thấy là khu vực giằng co, nhưng chúng ta hãy thấy là cái vùng cầu này này giằng co, nhưng vùng cầu này này là vùng mà đã xuất phát cho lực mua lên ở đây. Thì vùng này là vùng có lực mua hay không các bạn? Có, nhưng yếu. Vùng này thì là vùng có lực mua nhiều nhất này. Đây, vùng này gọi là vùng có lực mua nhiều nhất. Mà bây giờ ở đây, sau khi MFI đã vượt xuống quá cả cái vùng này và vùng này, thì chúng ta lại thấy rằng là gì? Chúng ta lại thấy rằng là giá lại không xuống được. Có nghĩa là lực mua vào ở đây có khả năng nó sẽ ngang mạnh với tầm cái lực mua ở khu vực này, thậm chí là còn mạnh hơn lực mua ở khu vực đó. Thế chính vì thế nên là hôm qua mình view thấy là khu vực này là khả năng là thôi không dám bán nữa, không dám bán nữa và đợi canh mua quay trở lại. Thì đến hôm nay thì bây giờ là với thời điểm này thì mình vẫn thấy rằng là cái khả năng của vàng nó sẽ còn test lại cái khu vực vùng cung phía trên này nhiều hơn, khu vùng cung phía trên. Nhưng để phá được khu vực vùng đỉnh trên này thì mình thấy hơi khó, tức là loanh quanh ấy, lấy tham chiếu là đường kháng cự này này các bạn này. Đó là khu vực này, là khu vực 1700 này này, là hoàn toàn có thể và hoàn toàn có thể test lại như đang mình đang view là như thế. Mặc dù là Ichi của H4 thì không ủng hộ điều đó, nhưng chúng ta thấy là mây thì vẫn đang là mây xanh, có nghĩa là chu kỳ này thì các vùng cầu vẫn đang phát huy tác dụng. Vậy thì ở đây á, nếu như trong giai đoạn tới USD còn tốt thì cái nhịp tăng này ấy, như mình đang view thì nhịp tăng này chỉ là nhịp tăng hồi lại so với xu hướng. Về cơ bản chính là USD còn tốt thì vàng sẽ giảm, là một nhịp tăng hồi lại, và lên đây thì nó có thể sụt giảm một lần nữa. Nhưng nếu như trong trường hợp mà thị trường cho rằng là suy thoái có khả năng xảy ra trong Q4 thì cái bước lên của vàng này ở đây có thể trên đường đi của nó sẽ tạo ra những cái vùng cầu mới, và vùng cầu đấy là vùng cầu mạnh. Các bạn thấy là lên thì lên rất mạnh đúng không, nhưng mà xuống thì lại rất từ từ này các bạn, những cây nến H4 bé dần. Điều đấy cho thấy là cái lượng bán là hết sức lưỡng lự và có cái lượng mua đối ứng trở lại. Mặc dù là lượng mua yếu hơn, đẩy giá vẫn về đến đây, nhưng vùng giá này có thể sẽ là vùng mang tính chất là vùng cầu tiếp diễn để thiết lập cho một xu hướng mới là tăng. Thì điều này là điều mà mình có xu hướng là thiên về cái điều này nhiều hơn. Nếu như trong quá trình tăng lên mà nó vượt được 1700 lên đóng cửa trên này thì có thể là khu vực này sẽ hình thành một vùng cầu mới đối chọi trực tiếp với vùng cầu này, và trong tương lai thì có thể là sẽ là giá vàng sẽ tăng dài. Hiện tại bây giờ từ đây cho đến khi trước khi ra tin CPI vào 19:30 ngày thứ 5 thì view của mình vẫn là chỉ tập trung cho những lệnh mua vàng. Thì tập trung cho lệnh mua vàng thì thời điểm thì chúng ta có thể tham chiếu với thời điểm ở đây. Chúng ta thấy có từ đây có 1 2 3 4 5 6 7 8 cây nến H4, tức là hơn 1 ngày. Hơn 1 ngày khi giá về đến vùng này thì chúng ta hiện tại đã có 1 2 3 4 4 cây nến H4 rồi. 4 cây nến H4 về tham chiếu thì có thể nó sẽ là cũng trong cái khoảng thời gian 8 cây nến H4 đó thì nó sẽ tăng. Như vậy ở đây là mình sẽ view rằng là có thể trong hôm nay và ngày mai giá vàng có thể phục hồi quay trở lên. Và chiến lược chính, chiến thuật chính chỉ là cho những lệnh buy vàng. Đó, với mình thì là như vậy nha các bạn nhé. Và hoàn toàn đây là cá nhân, các bạn có thể tham khảo nhé. Nó được ủng hộ bởi cái dòng tiền, đây là dòng tiền không bán nữa này. Nếu chỉ cần cái H4 này đóng cửa, tức là khoảng 9 giờ tối mà cái H4 này đóng cửa mà cái đường này vách lên và vượt qua được cái đỉnh này thì đấy là tín hiệu cho thấy là mình đã đúng, có khả năng là mình sẽ đúng nha mọi người. Đó, nên là mình làm clip này để view cho các bạn chính. Và nếu như thủng một mức là 1658 này, giá thủng xuống dưới này thì lúc đó mọi cái phân tích vừa rồi của mình sẽ dừng lại. Mình có bán được nữa hay không thì lúc đấy mình chưa dám chắc, bởi vì cái vùng cầu phía dưới vẫn là vùng cầu mạnh, và nó là vùng mà đã tạo ra cái sự bứt phá khỏi cái nêm tăng trên D. Tạo ra sự bứt phá bởi nêm tăng trên D. Đó, nên là chưa biết là mình có bán hay không, nhưng chắc chắn là mình sẽ không mua lúc đó khi nó giảm. Rồi, nhìn lại một lần nữa thì với D thì các bạn còn thấy một yếu tố như sau. Từ đây lên đến đây thì giá tăng chỉ, các bạn nhìn nhé, từ cái khu vực vùng đáy này khi dòng tiền bắt đầu vào này, lên đến đỉnh này này, đó, lên đến đỉnh này thì chúng ta thấy là gì? Tức là cái lực mua của MFI lên khá là mạnh, đó, lực mua của MFI lên khá là mạnh, đặc biệt là cái đỉnh này nhé các bạn.
thì là nó ngang với cái gấp khúc chỗ này này. Nhưng từ cái đỉnh này trở đi thì lực mua tăng lên không còn bao nhiêu nữa. Lực mua tăng lên không còn bao nhiêu nữa. Nhưng khi giá giảm như thế này thì các bạn thấy MFI cũng không có tụt mạnh. Cũng không có tụt mạnh thì điều này cho thấy là nếu xét về yếu tố khối lượng thì có thể là cái lượng bán ở đây không có nhiều. Tức là nó sẽ không thể, cái khối lượng bán ở khu vực này xuống đây, nó không thể bằng khối lượng bán từ đây xuống đến đây được. Nó không thể bán lượng bán từ đây xuống đây. Ví dụ từ đây xuống đến đáy thì thị trường phải bán là 1 tỷ đô nó mới xuống được đến đây. Nhưng khu vực này nhìn vào biểu đồ như thế này, mặc dù nó có vẻ dài hơn nhưng thông qua chỉ số MFI thì có thể nó chỉ bán khoảng 300-400 triệu đô thôi là giá đã giảm rồi. Thì điều này cho thấy là thanh khoản nó thấp, lượng bán ra mà không có cái vị thế mua đối ứng, thì chính vì thế nên giá sẽ gì, giá sẽ tụt dài để tìm kiếm cái vị thế mua đối ứng. Và vùng dưới này đang là vùng cho thấy là cái vị thế mua đối ứng bắt đầu đẩy vào. Nó là sự tích lũy của cả một cái quá trình trước đó này, mua vào. Nên ở đây bản thân mình vẫn tin tưởng hơn về cái lý do là như thế này. Ít nhất là cho đến trước khi tin CPI được công bố. Trước khi tin CPI được công bố nha các bạn nha. Thì mình đang view cái điều đó. Và bởi vì là mình không view cái chiều xuống nên nếu thủng 1658 thì mình mới dừng cái tín hiệu canh mua lại. Còn nếu không mình sẽ tiếp tục canh mua, và mục tiêu thì sẽ là vùng cung phía trên này, có thể là một vùng 1700. Trên đường nó đi lên thì mình sẽ xem xét xem nó lên kiểu gì, trong khung nhỏ nó lên kiểu gì nữa. Đó, thì là lúc đấy mình sẽ tính toán là xem liệu có giữ hay không, hay là ở khu vực này có thể canh bán lại hay không. Nhưng mà nếu nó lên một mạch như thế này thì khả năng là nó kể cả chạm cái khu vực 1700, 1709 thì cũng chưa chắc là đã đi ngay được. Có thể nó sẽ lên với khối lượng nó không đủ mạnh. Và lời khuyên thì chắc là vẫn chỉ nên chơi trong cái biên độ từ 1658 đến khoảng 1700 thôi. Nó sẽ hợp lý hơn cho giai đoạn này nha. Đặc biệt là những bạn nào mới mà chưa thạo cái hệ thống phân tích và phương pháp giao dịch. Ok, view vậy thôi. Đối với vàng chia sẻ một chút quan điểm cá nhân, mình xin nhắc lại là quan điểm cá nhân cho các bạn. Hy vọng rằng là đóng góp gì đó được cho các bạn. Chúc mọi người giao dịch tốt và hẹn gặp lại ở trong các clip sau.